Anh em nào có cái nghề mà nuôi cá hay là nuôi gà nuôi vịt gì đó thì anh em biết cái này thì mua thì em sử dụng được thì em bán cho. Cái này thì nói chung thì cái bằng cái gì cái cối xay cá nha, thì cũng có mua thì mình cũng có xài, nhưng mà xài thì coi nó rất là không có bị dứt nha, còn ngon, bán giá rẻ cho anh em về xay cá xay gì đó, xay thịt gì đó. Này xài máy được nha, có quay ly nè, gắn vô cái máy ngựa nhỏ nhỏ, cái bô tơ gì đó, anh em cứ gắn vô thì hoạt động bình thường à, về vệ sinh chùi rửa lại nha, nhưng mà nó không có hư gì hết. Nhiều cối xay cá làm sao hư, nuôi có 500 con cá xài có một lần chắc cũng khoảng 30 năm nó mới hư đó, thì anh em mua để rẻ cho. Nói chung cái này thì nó không có mắc, mình mua thì chắc 1 triệu mốt thì bán lại chắc cũng khoảng tầm giá chắc cũng khoảng 300 ngàn đi à. Không mà ở xa là không bao ship nha. Rồi anh em nào coi được lấy, không ship code chuyển phản nha. 300 ngàn cái này đầu cũng của mình luôn, nó xài máy được, xài bô tơ điện được, cái này xài điện tốc hành đó nha, nuôi cá nuôi nuôi gì đó thì coi mua xài thịt gì đó. Đi bán cái gì thì cũng rẻ, anh em nào coi vừa ý lấy, còn không được thì xem không cũng được. Chứ bây giờ thì cái này thì nó người nào trong nghề thì mua cái giá nó cũng rẻ. Rồi chào nha.